Vì sao đàn organ lại phổ biến và thông dụng? Thứ nhất, đàn organ có thể tạo ra những âm thanh khác nhau, từ piano, đàn dây, kèn, trống đến các âm thanh điện tử hiện đại, giúp người chơi có thể khám phá nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Thứ hai, đàn organ thường nhẹ và dễ di chuyển, thuận tiện cho việc mang đi biểu diễn hay tập luyện tại nhiều địa điểm khác nhau. Thứ ba, đàn organ tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như kết nối MIDI, khả năng ghi âm và các tính năng kỹ thuật số khác. Và cuối cùng, đàn organ là một trong những nhạc cụ phổ biến trong các trường học và các trung tâm dạy nhạc. Hôm nay, các bạn hãy cùng đón tiếp chú khách hàng đến với showroom 347 Điện Biên Phủ để trải nghiệm và đưa cây đàn organ Kidman K350 về Bình Chánh. Nào anh em, chúng mình hãy cùng bắt đầu video nhé. Chiếc organ đang được nhân viên chuẩn bị cho chú. Toàn bộ đàn được cố định bằng hai miếng xốp dày và chắc chắn nhằm tránh va đập. Thân đàn được bọc bên trong bao ni lông dày để bảo vệ K350 khỏi bụi và chảy xước. Còn việc bóc siêu đàn tất nhiên phải để cho chủ sở hữu tự tay bóc ra rồi, đúng không anh em? Cách sử dụng chức năng trên đàn cũng như tất cả các thắc mắc của chú đều được nhân viên hướng dẫn giải đáp đầy đủ và cụ thể. Khám phá điểm nhấn trên Kidman K350 cùng mình nhé. Đàn có 61 phím cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD 4 inch, thư viện âm nhạc khổng lồ với 657 tiếng, 128 polyphony, tùy chọn 160 bài hát, 240 điệu cài đặt sẵn và 50 điệu cài đặt thêm. K350 hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như metronome đếm nhịp, slip siêu bàn phím, breeze khóa bằng tiếng khi chơi, transpose tăng giảm tông, beat bend giúp người chơi liếng lấy những bài nhạc bolero, nhạc hoa. Đàn còn trang bị các cổng kết nối như micro, Sutton, phone, USB và USB MIDI. Chế độ bảo hành của Kidman K350 cực kỳ hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Cảm ơn chú đã đến và lựa chọn Minh Phụng Music để bắt đầu khám phá vẻ đẹp của âm nhạc. Vậy là video đến Minh Phụng Music mang Kidman K350 về Bình Chánh hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích, các bạn hãy ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.